Khiêu Hồ Diền của Malaysia, đường bơi số 5. Duliwat Kosriyon của Thái Lan. Lúc này các vận động viên đang chuẩn bị vào vị trí để chờ lệnh xuất phát. Chúng tôi nhắc lại, hai vận động viên của Việt Nam là những vận động viên sẽ bơi đường bơi số 1 Ngô Đình Truyền và vận động viên bơi đường bơi số 3 là Nguyễn Huy Hoàng. Hiệu lệnh xuất phát. Chúng ta thấy là vận động viên của Malaysia xuất phát rất nhanh. Trên màn chúng ta, kỷ lục châu Á và kỷ lục của SEA Games. Kỷ lục châu Á là 1 phút 44 giây 39, kỷ lục SEA Games là 1 phút 47 giây 36. Đây là 50m đầu tiên của đợt bơi 200m tự do nam. Trong 50m đầu tiên này thì vận động viên Aji Zuhimi của Singapore đang dẫn đầu. Kế đến là Kho Hee Jin của Malaysia. Cả hai vận động viên của Việt Nam không nằm trong 3 vị trí đầu ở 50m này. Và đây là hoàn thành 100m, vẫn còn 100m nữa. 50m tiếp theo. Kho Hee Jin của Malaysia đã vượt lên dẫn đầu. Và đây là vòng bơi tiếp theo, 50m cuối cùng cho đợt bơi 200m tự do. Chúng ta chờ xem các vận động viên của Việt Nam có tăng tốc hay không. Và chờ xem Nguyễn Huy Hoàng như thế nào. Hãy chờ kết quả từ trọng tài. Như vậy là Nguyễn Huy Hoàng của Việt Nam ở vị trí thứ 3, kém hơn Kho Hee Jin 0,39% giây. Như vậy là Nguyễn Huy Hoàng chỉ giành được huy chương đồng ở đợt bơi chung kết 200m tự do nam này. Ở 50m cuối cùng thì Nguyễn Huy Hoàng đã tăng tốc rất nhanh. Đó thì Nguyễn Huy Hoàng cũng đã giành được một huy chương vàng ở cự ly 1500m tự do. Và giờ đây thì Nguyễn Huy Hoàng có thêm một chiếc huy chương đồng nữa ở cự ly 200m tự do nam.